Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, nhất là liên tục phát sinh các chuỗi lây nhiễm mới từ cộng đồng, thì ngành y tế thành phố đã phối hợp với các địa phương đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, các quận huyện đã lấy 364.154 mẫu xét nghiệm, tập trung các điểm nóng liên quan đến các ca mắc COVID-19, các khu vực có nguy cơ cao, khu vực cách ly, phong tỏa. Đồng thời, các địa phương cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 30% đại diện hộ gia đình để đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Quận Liên Chiểu là địa phương thực hiện nhiều mẫu xét nghiệm nhất với hơn 87.000 lượt người, tiếp đến là Thanh Khê gần 79.000 lượt. Trong ngày hôm nay 28 tháng 7, dự kiến các địa phương sẽ lấy khoảng 42.000 mẫu xét nghiệm để tiếp tục sàng lọc từ cộng đồng, khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan.